Tại Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 đang diễn ra tại thành phố Đà Nẵng, vận động viên Nguyễn Thành Long, đội tuyển Bacaslat Hưng Yên đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh ở các nước khu vực để giành huy chương vàng ở nội dung biểu diễn nam semi. Đây là huy chương vàng đầu tiên của thể thao thành tích cao Hưng Yên tại Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ 13. Nguyễn Thành Long là một trong hai vận động viên xuất sắc của đội tuyển Bacaslat Hưng Yên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia thi đấu tại đại hội.